và hai xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Dũng Lốc Mango đây. Thì trong video ngày hôm nay các bạn thấy cái khung cảnh này nó lạ không các bạn? Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một game mới nha các bạn ơi. Game này có tên là Angry Birds và mình thấy các bạn bình luận ở bên dưới khá là nhiều và anh em của tôi cũng chơi một số người chơi đó các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử xem game này nó như thế nào nha. Rồi ok, và trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nào. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video nha. Rồi bây giờ là mình đang xuất hiện tại cái sảnh này. Thì mình không biết là mình nên làm cái gì ở đây đây. Ở đây có gì đây? Ồ, phờ quy hả? Cái mua da này. À thì ra vô để mua skin các bạn ơi. Hiện tại là mình chỉ có 1.000 vàng thôi. Mấy cái skin này đẹp thiệt sự luôn. Trời ơi, 1.800 lận, 1.900 ấy. Ok, có lẽ là trong những cái tập sau thì thử ngó coi các bạn. Ồ, ở đây chia ra hai màu nè, thôi lấy màu xanh cho nó đỡ chói đi ha. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi coi thử cái game này nó như thế nào nha các bạn. Ở đây thì chúng ta có một cái hộp nè. À, nạp vô 60 Glub là chúng ta được một con pet như thế này, cửu vĩ à. Rồi ở bên đây là cái gì đây? Trời ơi, các bạn ơi, giờ mới phát hiện ra cái này. Wow, cái này giống Pokemon quá ta. Ok. Trời ơi, hèn gì mấy ông kia thích chơi là vậy. Mấy ông đó thích Pokemon lắm các bạn ơi. Mấy ông mà trong World Steam đó các bạn. Wow, ok, thì để ngày hôm nay mình coi như thế nào đây. Hiện tại là cái này cái gì đây? Mình không biết là vô chơi như thế nào đây. Ồ, làm thế nào để vô chơi? Ồ. Ồ. Ồ, có vẻ như là mình dịch chuyển tới đâu á các bạn. Để xem nào. Ồ. Cái này gì đây? Mua con Pokemon khởi đầu á hả? Wow. Ôi, coi các bạn ơi. Để bây giờ mình mua thử cái con rùa này xem như thế nào nha. À, con này 70 nè, các bạn mua luôn đi. Mua được không ta? Rồi cái này là gì? Mấy cái này là gì? What the hell? À, tôi thấy nó hơi lạ sao á các bạn ơi. Xin lỗi anh em. Đây rồi. À, cái game này giống như cái kiểu mà game đánh mà thủ á. Là chắc là không cho mấy cái con này vượt qua cái biên giới này nè. Chắc là không vượt qua đây nè các bạn. À, mình hiểu cái cơ chế chơi rồi các bạn ơi. Trời ơi, tôi không, nói chung là tôi mới vừa chơi cái game này, mới vừa tải về luôn á bạn. À, rồi bây giờ mình sẽ vứt Pokemon ra nha các bạn. À, cho nó thủ nè. Đó, vứt con 70 ra hết luôn các bạn ơi. Rồi đánh đi. Ủa, ơ sao mất rồi? À, hay là nó nâng cấp ta? Nếu mà ở gần quá thì mấy con này tự nâng cấp lên nhau ta. Rồi bây giờ mình sẽ vứt con này. Rồi Pokemon tôi đâu rồi? À đây rồi các bạn ơi, vứt con này. Ờ rồi Pokemon tôi đâu rồi? What the hell. Rồi bây giờ mình sẽ vứt nha. Đó, để coi nào. À, ba con hợp lại thành một con này nè các bạn. Rồi để mình coi thử ba con này thì nó sẽ hợp lại như thế nào nha. Rồi cứ đánh tiếp đi, cứ đánh tiếp đi. Hiện tại là vòng 10 nữa mới win lận các bạn ơi. Ok, vứt ra nè, vứt ra nè. Đó, hợp lại. Đó, trù, các bạn thấy gì không? Ô, sao ngộ quá ta. Tự nhiên nó từ cái con gùa nó biến thành cái con khủng long là sao? Nhưng mà hình dạng rất là đẹp các bạn ơi. Wow, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ vứt ra hết để xem là như nào nha các bạn. À, để mình coi thử cái con gồng lửa này nó như nào coi. Ồ, cài lon ấy nha. Con gồng lửa này nhìn như con đại bàng vậy. Rồi, bây giờ mình... Ồ, boss các bạn. Boss hả? Đúng rồi, đánh nó đi. Trời ơi, sao nhiều boss quá vậy? Ok, và mình thử dùng mấy cái này là free sao đây? Tháp của bạn tăng 50% sát thương trong 10 giây. À, có 10 giây thôi. À, tăng tốc độ tấn công 30% 10 giây. À, vô hiệu hóa 3%. À, kiểm soát khiến quái vật mất 40% máu 3 giây. Và tăng sức khỏe ngay lập tức lên 10. Rồi, nói chung là mấy cái này cũng bình thường rồi các bạn. Rồi, để bây giờ mình chơi thử, coi thử nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tăng sát thương coi. Ồ, 10 giây lận các bạn ơi. Rồi, cái này là cái gì đây? À, cái này là kiểu mở khóa nha mọi người. Rồi, để mình coi thử coi cái con rùa này hình như là mát rồi hay sao đúng không? Rồi, mình thử thả xuống nha. Rồi, ok. Ơ, thả nút này. Đúng không ta? Trời ơi. À, trên PC nó hơi...
quả trời đạn trước nha các bạn. Ok, không sao cả. Nói chung là chơi chỗ nào cũng vậy hết các bạn. Phải cần làm quen nha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tiếp nha. Rồi đó. Ô oh. Rồi để mình coi thử coi hộp ba con này nó sẽ như thế nào nha các bạn. Rồi thả xuống đi. À, thả xuống và thả xuống nữa. Ok luôn. Ok luôn và ok, ba con nó không hợp vô hả? Trời ơi, ba con nó không hợp vô các bạn ơi. Rồi để mình coi thử coi mấy cái con gồng lửa này nó hợp như thế nào đây. À, thành con gồng lửa bắn ba tia mọi người ơi. Ok. Rồi thả xuống xem như thế nào đây. Ấy da. Rồi, rồi nếu như các bạn thích mình chơi cái game này thì các bạn nhớ bình luận bên dưới hay là like, share gì nhiệt tình các thứ nha các bạn. Ok, chưa gì là tôi thấy game này có nhiều con Pokemon khá là đẹp mắt luôn các bạn ơi. Đó. Xem nào để coi cấp độ cuối nó sẽ như thế nào này. Ở cái này cái gì đây? Bán hả? Thôi, không bán, không bán nào. Chịu hồi muốn mệt luôn á mà bán. Rồi, dung hợp vô thành con vàng. Đó. À, hình như là con vàng nó sẽ thành cái con cam này nè các bạn ơi. Rồi. Ấy da, boss nha các bạn, boss nha. Ok, không sao, không sao. Rồi, để coi ba con cam này nó sẽ như thế nào nha. Rồi, mình cố gắng mình đặt ra nào. Ôi ôi, con boss kìa các bạn. Trời ơi, con boss kìa. đánh nó sắp chết luôn á các bạn ơi. Rồi, bây giờ ba con vàng nữa. Ôi, khá là lâu luôn ấy. Rồi, để mình chịu hồi ra nha các bạn, cho nó nhanh nhanh nào. Rồi, thêm một con vàng nữa nha. Ô, win rồi. Trời ơi, tưởng cái gì, game là dễ, game là dễ. Thật ra chắc là màn đầu hay sao á, cho nên nó mới dễ đó. Rồi, bây giờ mình đã win rồi. Và chơi lại hả? Không, 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 quay lại các bạn ơi. Quay lại để xem là có cái gì nữa nha. Mình đã lên level 2 và được 10 bóng nè mọi người ơi. Rồi, rồi. À, xin lỗi anh em, có thể giọng tôi hôm nay nó hơi khác bởi vì tôi đang bị cảm anh em à. Thông cảm nha các bạn ơi. À, ở đây là... À, level 4 mới được qua đây à. Trời ơi, level 6 nè. Level 8 nè. Wow. Vậy là mình phải đánh cái này cày, kiểu cày cày á các bạn ơi. À, nhưng mà không sao, để mình coi thử coi tham khảo mấy con Pokemon coi. À, ghê quá ta. Rồi, bây giờ mình coi thử coi. Ờ ôi, cái gì đây? 5.900. What the hell luôn. 3.699. Trời ơi, toàn là thú dữ không à các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một ván tiếp nha. Lần này thì mình sẽ chơi thử hai cái con mình sẽ dung hợp con lửa để xem là như thế nào nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là con này trước đi. Con 30 đồng nè các bạn. Để xem là cái con 30 đồng này nó có mạnh không nha các bạn. Rồi. Hả? Đánh chưa nhỉ? Ôi, ủa, làm sao để thấy skin tôi ta? À, đây rồi các bạn ơi. À, có cách nào để chơi chung với mọi người không ta? Hay là cái này là chơi một mình, anh em nhớ bình luận bên dưới nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chịu hồi mấy con này nha các bạn. Để coi coi mấy con này có hình dáng đặc biệt gì nha các bạn. Trời ơi, nhìn thấy cũng đẹp đẹp đó các bạn ơi. Rồi, đánh đi. Rồi, thêm một con nữa. Đó, gộp thành. Ui, ui, con gì đây? What the hell luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ không biết là con này có cuối cùng chưa ta, mình không có để ý nữa mọi người ơi. Rồi, để mình coi thử coi, mình cứ chịu hồi hết nha các bạn. Đó, chịu hồi hết đi. Rồi. Đó, thêm một con nữa. Con gì đây? Rồi, không biết các bạn ơi, Lizard hả? Lizard trong Pokemon là nghe quen lắm các bạn. Lizard hình như là cái gì ta? Rồi, nói chung là không biết, không nên nói bậy các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chịu hồi tiếp nha. Rồi, hợp thành. Để mình coi ba con này nó sẽ ra cái con gì nha các bạn. Đó, mấy con này cũng rẻ thôi, chỉ có 30 đồng à. Rồi, lên luôn. Rồi, ok. Tiếp nào, thêm một con nữa các bạn ơi. Thêm một con nữa là hoàn thành rồi. Rồi. Rồi, ba. Ôi, ba. À, mở khóa nè, 100 bóng. Ây da, 100 bóng lận á. Tôi để ý nha, cứ 5 vòng là chúng ta sẽ có boss. Và mấy con boss này vòng 1 nó hơi cùi các bạn ơi. Nó hơi cùi hay sao á, nó không có tăng cấp độ cho mình hay sao á các bạn. Rồi bây giờ mình cứ chơi bé gùa đi, bởi vì mình thấy bé gùa hơi bị mạnh luôn mọi người ơi. Đó, mình cứ chơi bé gùa như thế này đi. Bé gùa này không biết có skill gì đây, để mình coi thử coi. Ồ,
6 lít được nhá ta. Ok đây à. Ngộ ở đâu phải, con này là con gì ấy? Rồi, không có bấm được con này. Ồ trời ơi, không có bấm được bé rùa mọi người ơi. Đây rồi, không có skill gì luôn. Rồi để mình chịu hồi tiếp nha. Trời ơi, mình có 1000 mấy vàng lận các bạn. Tha hồ mà chịu hồi luôn. Để mình chịu hồi qua bên đây. À, thôi thôi thôi, tụi nó cũng không tới lết tới đây được đâu các bạn ơi. Game là dễ, game là dễ. Không biết là có tăng độ khó cho game không nữa các bạn. Rồi đó. Wow, quá đẹp. Con này hình như là mình chịu hồi rồi, chịu hồi max cấp rồi các bạn ơi. Còn 3 dáng nữa. Ô Pikachu nè. Ô con này ở đâu ra vậy? Oh my god. Wow, con này ở đâu ra nè các bạn ơi. Mình không biết nữa nha. Tự nhiên mình chịu hồi ra thấy con Pikachu các bạn. Không hiểu luôn. Pikachu nhìn sang vậy. Tê liệt vô hiệu hóa quái vật di chuyển trong 0,5 giây. Trời ơi ghê quá anh em ơi. Rồi để mình coi thử coi. Hình như là con gồng này nó chịu hồi cả Pikachu phải không ta? Ủa có mở khóa nữa nè các bạn. Nếu mà mở thì 200 con. À lộn 200 cái gì ta, 200 glup. Ây da, để tôi tham khảo anh em nha các bạn ơi. Hiện tại là mình đang có 1000 nè, có nên đầu tư vào game này không nha? Thì anh em nhớ bình luận bên dưới nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chịu hồi tiếp nào. 600 mấy tiền lận các bạn, chịu hồi tha hồ luôn. Rồi mình mở được cái gì? À không, mấy con cũ không à. À game là dễ, game là dễ. Trời ơi, không cần đặt tới đây luôn các bạn. Đặt tới đây thì nó đâu có tới đây đâu các bạn ơi. Rồi. Ơ. Rồi ok. Còn vòng 10 nữa là chúng ta sẽ win thêm một trận nha các bạn. Rồi boss đúng không? Boss quá dễ luôn. Đối với mình boss bây giờ là quá dễ luôn các bạn. Đó. Rồi dùng hộp đi mấy cưng. Đó. Ok để coi con boss nào. Trời ơi con boss Iron Golem hả? Ôi coi kìa các bạn ơi, boss bị đánh kìa. Quá dễ dàng. Rồi để xem nào. Con boss cuối đúng không? Ok vậy là win. Ủa mình mở được Chayquaza nữa nè các bạn ơi. Phải không? Con này tên là gì ta, mình quên mất tiêu rồi. À quay qua ra không phải. Sorry anh em, sorry. Chaiwiza anh em ơi, tôi lộn. Và ok các bạn ơi, trong video ngày hôm nay mình đã review cho các bạn về game Angry Birds rồi nha các bạn ơi. Thú cưng nổi loạn. Rồi trong video ngày hôm nay nói chung là game cũng khá là hay luôn. Thì mình nghĩ là sẽ có những cái tập sau đó. Rồi ok, có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và see you again. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.